Các bạn thân mến, quay trở lại cùng với các em ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Chị hy vọng là các bạn đã có thể lên xem phần livestream này rồi. Và ngày hôm nay chị sẽ lại tiếp tục chia sẻ cùng với các bạn về một bài văn, và hy vọng rằng là các bạn có thể sử dụng cái bài văn này để tham khảo trong cái quá trình mà các bạn làm bài. À, hiện tại thì chị đã thấy là các bạn đã bắt đầu vào xem phần livestream rồi đúng không? Có bạn nào ở trong số này mà lại không đăng ký được lớp học miễn phí cùng với chị không? Ok, xin chào các bạn. Đợi mọi người một chút xíu nha. Rồi ok, xin chào 250 bạn đang đón xem phần phát trực tiếp này cùng với chị. Xin chào các em. Ok chưa? À, có bạn thân của em à? Có ai chưa vào được lớp miễn phí không? Giờ đã có 300 bạn đang xem phần phát trực tiếp này rồi. Em không đăng ký được á. Sao lại toàn thấy các bạn không đăng ký được vào xem livestream thế này? Đến bây giờ thì các bạn không đăng ký được nữa đâu. Thế nên là các bạn đừng nhắn tin cho admin nữa. Chị thấy là sau khi mà chị thông báo cái thông tin này thì có rất là nhiều bạn đang nhắn tin cho admin. Nhưng mà các em ơi, đến thời điểm hiện tại là chúng ta đã đóng lớp lại rồi, nên là các bạn sẽ không thể đăng ký được nữa đâu. Được không nào? Rồi, chị đã dặn các bạn từ hôm trước này, rồi hôm sau này, đến ngày hôm qua đã tạo điều kiện hết sức cho các bạn. Những bạn nào mà nhắn tin về cho admin là đã được vào rồi. Tại sao mà còn rất là nhiều bạn lại không biết đến thông tin này nhở? Chị thực sự không hiểu luôn á. Ok, đợi 400 bạn chúng mình sẽ bắt đầu nhé. Hiện tại đã được 370 bạn rồi, còn 30 bạn nữa chúng mình sẽ bắt đầu. Xin chào Khánh Linh, xin chào Tuyền, xin chào Diệp Hạnh. Sao lại không đăng ký được? Chị vẫn đọc comment bình thường mà Hồng. Ok, xin chào Nguyệt. Xin chào Văn Nguyên, ngày mai chị hẹn các bạn 5 giờ nhá. Và nhớ là các cái bài giảng thì sẽ không được lưu lại đâu. Nên là các bạn hãy chuẩn bị sách vở mọi thứ để... Để có thể sẵn sàng chinh chiến cùng với chị nhá. Sao lại thấy Triệu Vi? Em nhắn tin lại cho Ad nhá. Xin chào các bạn. Xin chào Thu Huyền, xin chào Thanh Thảo. Xin chào Mai Anh. Thấy kiểu nhiều người chào như kiểu đang hớn hở lắm. Ôi thế à? Ok. Xin chào Trúc Nguyễn. Ok, chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá. Đủ các bạn rồi, chúng mình sẽ cùng bắt đầu thôi. Rồi, chúng mình sẽ cùng bắt đầu cùng với nhau. Các bạn ơi, ngày hôm nay chị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với các bạn về một cái bài văn liên quan tới một cái tác phẩm thơ mà có lẽ là ở trong cái năm nay các bạn đang nghĩ rằng là khả năng cao là có thể vào cái tác phẩm thơ đấy. Thì không biết là các bạn đang ôn như thế nào, nhưng mà ngày hôm nay chị sẽ cùng với các bạn lượt cho các bạn về một cái bài phân tích về một đoạn thơ trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Được không nào? Đây ạ. Nếu như mà bạn nào mà vẫn còn băn khoăn về bài thơ Tố Hữu này, về bài thơ Việt Bắc này, hay là muốn viết một cái bài phân tích về bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu, thì ngày hôm nay đây sẽ là một cái bài mà để các bạn có thể tham khảo. Được không ạ? Đây là một cái bài mà các bạn có thể tham khảo, có thể đưa những cái ngữ liệu, những cái dẫn chứng vào trong bài viết của mình một cách cực kỳ là hợp lý, dễ dàng và đơn giản. Ok chưa nào? Thế nên là chị mong là cái bài này sẽ mang lại những cái điều hữu ích đối với các em. Chúng ta có đề bài như sau ạ.
đề bài như thế này. Cảm nhận của anh chị về nỗi nhớ thiên nhiên qua hai đoạn thơ sau. Nhớ gì như nhớ người yêu, trăng lên đầu núi nắng chiều lưng nương, nhớ từng bàn khói cùng sương, sớm khuya bếp lửa người thương đi về. Và mình về mình có nhớ ta, ta về ta nhớ những hoa cùng người, rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng, ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang. Các bạn ơi, đây là hai cái đoạn thơ trích trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Rõ ràng đây không phải là dạng đề phân tích, đây là dạng đề so sánh hai vấn đề ở trong một tác phẩm. Nhưng mà chúng ta đều biết rằng là tất cả mọi cái dạng đề trong nghị luận văn học thì chúng ta đều có. Cái dạng đề phân tích chính là cái dạng đề tiên quyết, đúng không nào? Thế nên là chúng ta vẫn phải phân tích những cái đoạn thơ này và chị sẽ phân tích sâu, chị sẽ nói sâu với các bạn về những cái này. Ok chưa ạ? Tại vì là các bạn cứ bảo là mấy năm vừa rồi là toàn là xuống biển thôi, thì không biết là bây giờ có năm nay có lên rừng hay là không. Nên là các bạn bảo chị là: chị ơi, em nghĩ là nếu mà thơ thì có thể vào bài thơ Việt Bắc đấy. Nhưng mà thật ra bản thân chị đã nói với các bạn là chúng ta không nên học tủ. Các bạn có niềm tin cao và các bạn có cảm giác về cái tác phẩm đấy chẳng qua là vì các bạn thích tác phẩm đấy thôi, được không ạ? Thế nên chị không định hướng cho các bạn bỏ bất cứ một bài nào cả, mà chị muốn là các bạn sẽ dành toàn lực để có thể ôn các cái tác phẩm, ôn hết mọi thứ luôn. Để làm gì ạ? Để cái phần liên hệ mở rộng của chúng mình đôi khi chúng ta cũng có thể tận dụng được, được chưa nào? Thì ở đây chị có list ra một cái phần phân tích đề như thế này. Chúng ta có so sánh hai vấn đề trong một tác phẩm, từ đó suy ra một vấn đề liên quan, thì chúng ta sẽ phải dẫn dắt nêu vấn đề này, được không ạ? Luận điểm 1 tác giả tác phẩm, luận điểm 2 phân tích đối tượng 1, luận điểm 3 phân tích đối tượng 2, và sau đó đánh giá chung về vấn đề, và cuối cùng là khái quát liên hệ mở rộng. Ok chưa nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần phân tích này luôn nhá. Chị sẽ chỉ trọng tâm hướng dẫn các bạn và phân tích sâu cho các bạn về cái phần phân tích thôi. Được chưa ạ? Có lẽ là đây, để chị lấy cái bút một chút. Đây rồi, ok nào. Chúng ta sẽ cùng đến với phần mở bài. Trước tiên là phần mở bài nhá, các em nhá. Như thế này: trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà thơ Tố Hữu từng được biết tới là một trong những đại diện tiêu biểu của mảng thơ ca cách mạng. Mỗi bước chuyển mình của lịch sử, Tố Hữu đều ghi dấu ấn của mình với bạn đọc bằng những tập thơ xuất sắc. Nhà thơ mang trong mình giọng thơ trữ tình chính trị, có thể viết về những sự kiện quan trọng nhưng lại bằng giọng thơ thủ thỉ tâm tình. Một trong số những thi phẩm tiêu biểu cho đời thơ Tố Hữu là bài thơ Việt Bắc, đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Trong bài thơ này, Tố Hữu có viết. Rõ ràng là cái mở bài này chị đi từ gì nhỉ các bạn nhỉ? À, chị đi từ tác giả. Và các bạn hoàn toàn có thể đi từ tác giả được. Ok không ạ? Bởi vì là chúng ta đã có một cái phần tài liệu hôm vừa rồi á. Chị có tặng cái tài liệu tri ân cho các bạn mà mua sách của Học Văn Chị Hiên đấy. Là ở trong cái phần tài liệu đó thì có hai cái mảng kiến thức. Một mảng kiến thức về tác giả và một mảng kiến thức về liên hệ và mở rộng trong nghị luận văn học. Thì chúng ta thấy rằng là cái mảng kiến thức về tác giả ấy, chị đã chia ra rõ ràng thành hai cột rồi. Một là cột về con người, về cuộc đời. Và cột thứ hai là về sự nghiệp. Các bạn có thể sử dụng bất cứ một cái đoạn nào ở trong đó để đưa vào cái phần mở đoạn của mình, mở bài của mình, cực kỳ là hợp lý luôn. Đúng chưa nào? Nhá. Rồi, thì ở đây sau đó chúng ta trích thơ ra này. Cái mở bài này thì chị đánh giá là một cái mở bài an toàn, không có gì quá là đặc sắc cả. Thật ra nếu mà muốn đặc sắc thì các bạn có thể sử dụng những cái nhận định, có thể sử dụng những câu thơ, có thể sử dụng cái bản thân Tố Hữu đã từng niệm về cái việc cầm bút và viết thơ như thế nào. Thì đó cũng là những cái cách rất là hay để đưa chúng ta vào mở bài. Nhưng mà chị xin nhắc lại với các bạn một lần nữa rằng là không phải vì thế mà chúng ta la cà, chúng ta đi lang thang lung tung. Mà chúng ta hãy trọng tâm vào vấn đề, dẫn dắt được vào vấn đề. Thì một trong những cái cách rất là an toàn cho các bạn đó chính là chúng ta sẽ sử dụng những cái ngữ liệu về tác giả. Nhá, được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái phần nói về một chút về Tố Hữu này. Và nói về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ này. Các em ơi, các bạn có còn nhớ là bài thơ Việt Bắc ra đời trong thời gian nào không ạ? Check lại kiến thức với chị một chút xíu nào. Các bạn có nhớ là bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu ra đời trong thời gian nào không? Thời điểm nào không? Vừa nấu cơm vừa phải xem chị phát à? Một công đôi việc còn gì nữa, đúng không? Một công đôi việc còn gì nữa, lại tranh thủ cầm bút cầm vở ra ghi là một công ba bốn việc cái chứ, đúng không? Rồi à, các bạn ơi, nào, các bạn có còn nhớ là bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu ra đời trong thời gian nào không ạ? Các bạn có còn nhớ không, bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu ra đời trong thời gian nào? Cho chị một cái con số nào. À, rồi.
À, chiều nay vừa thi về Việt Bắc xong á. Ôi, hơi muộn rồi, hình như chị đến với em hơi muộn một chút rồi. Trời ơi, sao lại có 1947 ở đây à Thảo Oanh? Sao lại 1947? Ô mấy cái đứa này, các em đang nghĩ về cái gì đấy? Các bạn đang nghĩ về cái gì mà các em lại đưa ra cho chị con số nó vô lý như thế? Tại sao lại là 1947? Hà, mấy cái đứa này, sao lại là 1947 được? Đưa cho chị cái số gì đấy? Rồi, ok. Cũng đã thấy một số bạn gọi là đưa ra đáp án đúng rồi đây. Cũng thấy một số bạn đưa ra đáp án đúng rồi đây. Đây như thế này ạ. À, chiến thắng Điện Biên Phủ, đấy là một cái mốc, đúng không? Rồi, các bạn ơi, như sau ạ. Tô Hữu là một trong những lá cờ đầu của nền văn nghệ cách mạng Việt Nam. Các chặng đường thơ của Tô Hữu luôn gắn bó và phản ánh chân thực những chặng đường cách mạng đầy gian khổ, nhưng cũng nhiều thắng lợi vinh quang của dân tộc. Đề tài người nghệ sĩ này thường khai thác bao gồm đề tài viết về quê tình yêu quê hương đất nước và cách mạng. Xuyên suốt trong hai mảng đề tài đó, bên cạnh nỗi nhớ về con người thì nỗi nhớ thiên nhiên cũng được Tô Hữu dành nhiều tình cảm. Và bài thơ Việt Bắc chính là một tác phẩm như thế. Việt Bắc được sáng tác vào năm 1954. Sau chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu, buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán ký với ta Hiệp định Geneva lặp lại hòa bình ở miền Bắc. Đây cũng là thời điểm cán bộ cách mạng, Trung ương Đảng phải rời chiến khu Việt Bắc, thủ đô kháng chiến để về với Hà Nội, thủ đô của sao vàng nắng Ba Đình. Nhân sự kiện lịch sử này thì Tô Hữu đã viết bài thơ Việt Bắc như để trả thương trả nhớ cho con người và thiên nhiên nơi đây, những tình cảm dành cho con người và thiên nhiên nơi đây. Được không ạ? Nhá, nhớ giúp chị cái này nhá. Ok chưa? Thì đó là cái phần mà các bạn có thể viết về Việt Bắc, có thể viết về Tố Hữu. Ok không ạ? Có thể viết về Việt Bắc, có thể viết về Tố Hữu. Như vậy, hãy nhớ giúp chị nhá. Hãy nhớ giúp chị mốc thời gian đó là năm 1954. Các em đang nhớ về cái gì không biết nữa. Ok chưa? Rồi thì đây, chị sẽ giới thiệu với các bạn về một cái đoạn phân tích ở chỗ này, để chúng ta sẽ cùng xem là chị đã phân tích như thế nào ở trong cái đoạn này nhá. Như sau ạ, các bạn nhìn vào đây này. Đây. Đây ạ. Viết về thiên nhiên nơi chiến khu Việt Bắc, Tô Hữu không phải người nghệ sĩ đầu tiên, nhưng lại là người nghệ sĩ vô cùng đặc biệt khi bộc bạch nỗi nhớ thiên nhiên Việt Bắc giống như nỗi nhớ của những người đang yêu nhau. Điều này được thể hiện rất rõ qua những vần thơ. À, đây là lời dẫn các bạn ạ. Đây là lời dẫn. Nhớ gì như nhớ người yêu, trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương. Tô Hữu đã lấy thước đo giá trị của nỗi nhớ trong tình yêu để cắt nghĩa, lý giải cho tình yêu của cán bộ với nhân dân, với tình yêu nơi đây, với thiên nhiên nơi đây. Không phải nỗi nhớ của ý thức, cái nghĩa vụ, mà nhớ bằng cả trái tim yêu thương chân thành, da diết. Câu thơ trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương như được phân ra làm hai nửa thời gian. Vế đầu là hình ảnh thời gian gợi tả đêm trăng hò hẹn của tình yêu. Vế sau là hình ảnh không gian của buổi chiều lao động trên nương rẫy. Thời gian như nước chảy ngược, nỗi nhớ đi từ gần đến xa, thăm thẳm trong quá khứ. Tình yêu gắn liền với lao động nảy sinh ra tình yêu. Câu thơ cùng lúc thể hiện cả không gian và thời gian, mảng ký ức tươi đẹp cứ thế hiện về trong nỗi nhớ ưu tư hoài niệm, hình ảnh trăng thanh, hình ảnh của ánh sương ban mai và buổi sớm mờ ảo quấn quýt bao phủ bản làng. Được không ạ? Dẫn dắt vào là như vậy. Ok chưa? Dẫn dắt vào là như vậy. Chúng ta lại tiếp tục có này. Nhớ từng bàn khói cùng sương, sớm khuya bếp lửa, người thương đi về. Nỗi nhớ không còn mông lung, mơ mộng nữa, mà cụ thể len lỏi trong những bản làng, những mái nhà thấp thoáng trong làn khói sương hư ảo. Hình ảnh khói sương là đặc điểm của cuộc sống Việt Bắc, vừa là khói sương của thiên nhiên, đồng thời cũng là hơi ấm của tình đời tình người tỏa ra. Có hình ảnh của ai đó đang chờ đợi bên bếp lửa suốt đêm dài thao thức, tựa như cảnh vợ đợi chồng. Ở đoạn thơ này, thiên nhiên Việt Bắc không còn ảm đạm những mây cùng mù mà ấm áp vui tươi. Thiên nhiên cuộc sống hiện lên vừa thơ mộng, vừa đơn sơ, vừa thú vị, gợi rõ nét độc đáo riêng biệt, khác hẳn với bao miền quê trên mảnh đất Việt Nam hình chữ S. Chỉ có người sống, gắn bó máu thịt với Việt Bắc mới có được một cái nhìn toàn diện, mới nhìn được những sự khác biệt và riêng có như vậy. Và để rồi, nỗi nhớ da diết, cảm nhận sâu sắc, thấm thía,
giống như những lời thơ của nhà thơ Trế Lan Viên. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Đối với những mảnh đất giàu nghĩa tình, khi sống ở đó, lúc ra đi, ta thường cảm thấy trái tim của mình trào lên biết bao nhiêu nỗi vấn vương thương nhớ về bốn mùa xuân hạ thu đông. Mà cụ thể ở đây, Tố Hữu đã nhớ về hai mùa đông và mùa xuân nơi núi rừng Việt Bắc. Thấy không ạ? Chị đã dẫn như vậy. Tức là từ một cái nỗi nhớ thiên nhiên, tức là chị link từ cái đoạn này sang đoạn khác như vậy. Ok chưa nào? Thì ở trong cái đoạn viết về gì ạ? À, viết về, phân tích về bức tranh tứ bình thì chị cũng đã từng làm cho các bạn rồi á. Chị cũng đã từng phát trực tiếp với các bạn cực kỳ là chi tiết rồi. Thì các bạn sẽ tìm lại giúp cho chị nhá. Thế thì ý chị muốn nói ở trong cái phần này là gì? Là đôi khi các bạn có một cái sự kết nối nhưng không nhất thiết chúng ta phải dùng các cái ví dụ như là nếu thì, hay là và, hay là những từ kết nối mà đôi khi là chúng ta gì ạ? À, đôi khi là chúng ta chỉ cần chủ động và linh hoạt trong việc là chúng ta dẫn dắt bằng những cái câu từ rất là giản đơn như vậy thôi. Được không ạ? Chúng ta dẫn dắt bằng những cái câu từ rất là giản đơn như vậy thôi. Chứ không cần nhất thiết là chúng ta phải cứ lúc nào cũng nếu thì kiểu như vậy. Ok chưa nào? À, chị xin phép nói lại một lần nữa là các bạn sẽ không bao giờ có được cuốn sách này đâu. Không bao giờ có được tài liệu này đâu. Nên các bạn đừng hỏi chị về tài liệu này nữa. Các em có thể tham khảo tuyển tập 40 bài văn hay nhá, 40 bài văn mẫu trọng tâm nhá. Các em có thể tham khảo cái cuốn đó để có thể học hành chăm chỉ ở trong cái giai đoạn này. Ở đây chị muốn phân tích với các bạn thêm một cái nữa. Được không ạ? Đó là phân tích thơ. Chị lưu ý với các bạn một chút về phân tích thơ. Ở trên này này, các bạn nhìn này. Chị sẽ hướng dẫn các bạn cái cách phân tích thơ nhé. Bởi vì chị cảm giác là có rất là nhiều bạn vẫn gặp cái vấn đề ở trong cái phần này. Thì đây chị lấy ví dụ ở đây là hai câu thơ này. Mình về mình có nhớ ta, ta về ta nhớ những hoa cùng người. Vậy thì phân tích thơ như thế nào cho nó triệt để? Rồi, ở đây ạ, bạn nào, có những bạn nào đang cảm thấy là mình rất là mông lung về việc phân tích thơ, giơ tay giúp chị ạ. Chị xem là có bao nhiêu bạn cảm thấy mông lung về việc phân tích thơ. Bao nhiêu bạn cảm thấy mông lung về việc phân tích thơ, giơ tay chị xem nào. Có bao nhiêu bạn ở đây ạ, giơ tay chị xem nhá. Nếu như mà các bạn ok hết rồi thì chị sẽ chuyển sang cái nội dung khác. Nhưng mà nếu như mà các bạn vẫn còn mông lung ở trong cái này thì chị sẽ định hướng cho các bạn về cái cách chúng ta phân tích thơ. Các em cũng có thể tham khảo cái cuốn Săn 8 cộng của chị nhá. Được không nào? Thời gian chỉ còn 40 mấy ngày nữa thôi. Nhanh chóng mua sách về, dinh sách về mà học mà ôn thôi chứ còn gì nữa. Có ai ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rất là nhiều bạn đang cảm thấy cực kỳ mông lung về việc phân tích thơ. Ở đây ai cảm thấy là phân tích thơ còn khó hơn cả phân tích văn xuôi ạ? Giơ tay chị xem. Ở đây có ai cảm thấy là phân tích thơ còn khó hơn cả phân tích văn xuôi không? Có ai cảm thấy là phân tích thơ còn khó hơn cả phân tích văn xuôi không? Giơ tay chị xem. Ôi, chiều nay thi phần đấy luôn à? Ai cảm thấy là phân tích thơ khó hơn phân tích văn xuôi? Và ai gặp cái trường hợp là, ví dụ như là nhiều hôm gặp cái đề là cho phân tích hai khổ thơ sóng là viết được một mặt đã hết rồi. Ai gặp vấn đề đó nữa ạ? Có nghĩa là cho một cái đoạn thơ mà viết một mặt đã hết rồi, hết ý rồi, không còn gì để viết nữa rồi. Nào những bạn nào, những bạn nào gặp cái vấn đề đó không? Đi từ nghệ thuật ra nội dung, rất là đúng. Rất là đúng rồi, rất là đúng rồi. Thùy Linh nói rất là đúng rồi. Nào, có bạn nào gặp cái trường hợp đó không ạ? Tức là bởi vì người ta chỉ cho một cái đoạn thơ ngắn thôi, thế nên là không hiểu sao mà cái luận điểm phân tích mới viết chưa hết một mặt mà đã hết ý rồi. Giờ không biết là viết cái gì nữa. Mà trong khi là gì? Trong khi là đi thi là thầy cô bảo là phải cố gắng ít nhất là viết được sang đến tờ thứ hai, đúng không? Các thầy cô vẫn động viên thế. Thế mà chả hiểu sao viết thơ cứ đến viết hết một mặt là đã hết cái phần phân tích rồi. À, chị thấy ở đây có rất là nhiều bạn đang cảm thấy băn khoăn về cái việc là không biết làm nào để có thể phân tích được thơ. À, thơ thì mình nên đi từ nghệ thuật ra, chính xác. Còn gì nữa không? Cả hai đều khó à? À, ok. Em gặp tất chị à. Rồi các bạn ơi, chị sẽ hướng dẫn cho các bạn nhanh nhé. Tại bởi vì điện thoại của chị sắp hết pin. Đây, các bạn nhìn vào đây này. Ví dụ như chúng ta có hai câu thơ này. Mình về mình có nhớ ta, ta về ta nhớ những hoa cùng người. Ở cái phần mà chúng ta cần phải phân chia bố cục trong việc phân tích thơ thì chị sẽ không nói với các bạn nữa. Có nghĩa là đôi khi chúng ta đưa cho chúng ta 10 cái câu thơ thì các bạn không thể nào mà ôm cả 10 cái câu thơ đó vào được.
mà các bạn phải chia theo cái bố cục, ví dụ như là 2, 2, 2, 2 và 2. Ví dụ là như thế, được chưa? Hiểu chị không? Thì các bạn phải chia được cái bố cục trước tiên là như vậy. Ví dụ như ở đây này, chị đã chia bố cục thành hai câu này và bây giờ chị bắt đầu đi phân tích hai câu thơ này. Được chưa ạ? Như sau. Trước tiên này, chị phân tích này. Đầu tiên là dùng một cái câu để dẫn vào. Ok chưa? Như thế này. Cụ thể ở đây, Tố Hữu đã nhớ về hai mùa đông và mùa xuân nơi núi rừng Việt Bắc. Bắt đầu luôn này. Chúng ta sẽ phân tách những cái ý nhỏ trước. À, trước tiên chị thấy rằng từ nhớ đây này là cái từ mà xuất hiện hai lần, chị bắt đầu phân tích trước. Ở đoạn thơ này, điệp từ nhớ được điệp lại hai lần, từ nhớ được điệp lại hai lần, nằm gọn gàng trên hai câu thơ. Một câu hỏi tu từ đã được đặt ra với rất nhiều những điều gửi gắm. À, chị thấy rằng đây cả cái câu này là một cái câu hỏi tu từ và chị bắt đầu phân tích như vậy. Đại từ xưng hô mình ta lại tiếp tục được sử dụng mang tới sự gần gũi mộc mạc. Nói một cách hoa mỹ hơn thì đó là cụm từ hội tụ đủ phong vị Việt Nam. Được chưa ạ? Rồi. Câu thơ ấy xét cho cùng cũng chính là cái cớ để nhân vật trữ tình bộc bạch lòng mình, khẳng định tình cảm sâu đậm gắn bó với con người Việt Bắc, thiên nhiên Việt Bắc. Có thể thấy 15 năm là khoảng thời gian thực sự đủ dài để người ta kịp ghi lại tất cả những khoảnh khắc nơi đây, về con người, về khung cảnh. Tôi đã ước giá như lúc bấy giờ, những người ra đi có thể kịp thời ghi lại những khoảnh khắc này bằng những thước phim để gìn giữ, thì nỗi nhớ sẽ bớt da diết cồn cào đi một chút. Con người và đặc biệt là thiên nhiên Việt Bắc đã trở thành nguồn ký ức không thể phai mờ trong tâm trí của người đi. Tôi hữu sử dụng từ hoa, bởi lẽ hoa chính là biểu tượng của thiên nhiên, đẹp nhất, tinh khôi nhất và nồng thắm nhất. Đó cũng là vẻ đẹp kết tinh của cuộc sống. Con người Việt Bắc cũng chính là những bông hoa thật đặc biệt khiến cho người ta dễ nhớ nhung. Hai câu thơ mở đầu thâu tóm cảm xúc chủ đạo của cả đoạn thơ, đó chính là nỗi nhớ. Và nhà thơ Tố Hữu cũng đã sử dụng một từ vô cùng tinh tế, đó chính là từ cùng, chứ không phải là từ và hay là từ với, để thể hiện cái sự gắn bó khăng khít giữa vẻ đẹp của thiên nhiên và vẻ đẹp của con người Việt Bắc. Được không ạ? Ok chưa nào? Vậy thì sao ạ? Các bạn có thể gì ạ? Các bạn có thể lưu ý giúp cho chị là chúng ta sẽ phân tích từng cái từ ngữ một. Ok chưa? Chúng ta có thể phân tích từng từ ngữ một. Ví dụ ở đây nhá, trước tiên này, chị khẳng định lại là hai câu thơ này, ý thứ nhất là thâu tóm cảm xúc chủ đạo của cả đoạn thơ. Được không ạ? Trước tiên là thâu tóm cảm xúc chủ đạo của cả đoạn thơ này. Ok chưa ạ? Nhá. Cái số 2 đó là gì nhở? Cái số 2 đó chính là cảm xúc chủ đạo, đó là nỗi nhớ. Tức là các bạn phải gạch được ra những cái ý như thế. Và một lát nữa khi mà triển khai lại thành cái đoạn văn ấy, thì các bạn cứ viết từng ý, từng ý, từng ý một thôi. Thì chúng mình sẽ không bị sót ý, chúng mình sẽ không bị lẫn. Thì ở trong cái thời gian đầu luyện tập phân tích thơ ấy, chị nghĩ là các bạn cứ chủ động trong cái việc là chúng ta cứ mất thời gian, chúng ta mất thời gian một chút để chúng ta ngồi, chúng ta gạch ra từng cái ý nhỏ một. Sau đó chúng ta sắp xếp lại và chúng ta bắt đầu viết, viết, viết. Ok chưa ạ? Thì ở đây trước tiên cảm xúc chủ đạo của chúng ta là nỗi nhớ. Được không ạ? Nhớ về gì nhở? À, nhớ về thiên nhiên và nhớ về con người Việt Bắc. Thiên nhiên ở đây được biểu hiện qua cái từ hoa này. Đúng chưa ạ? Và chúng ta vẫn thấy rằng là cái từ về này vẫn được coi là điểm rơi thấp nhất của câu thơ. Mình về, mình có nhớ ta. Ta về, ta nhớ những hoa cùng người. Đúng chưa ạ? Ở đây là gì ạ? À, ở đây là cái câu hỏi tu từ. Đúng không nào? Câu hỏi tu từ. Cách xưng hô vẫn là cách xưng hô mình ta. Và đây là cái gì ạ? À, đây là cái câu hỏi của người ra đi hỏi người ở lại. Đúng không? Người ra đi hỏi người ở lại. Đúng chưa nào? Đây là gì ạ? À, ôi chị xin lỗi một chút, chị xin lỗi một chút nhá. Chị xin lỗi một chút. À, chị mới phát hiện ra là đấy, nhiều khi cũng mụ mị như thế đấy. Không phải là mình về mình có nhớ ta, mà là ta về mình có nhớ ta. Đúng không? Trời ơi, thế mà không ai nhắc chị. Này mấy đứa này, em ơi, tại sao chị bị nhầm như thế mà không đứa nào nhắc chị thế? Em đang làm cái gì đấy? Hả? Tại sao chị nhầm như thế từ bấy đến giờ? Nhầm từ bấy đến giờ mà không một bạn nào nhắc chị là sao? Phải là ta về mình có nhớ ta chứ. Đúng không? Thế sao các em không ai nhắc chị vậy? Hả mấy cái đứa này? Làm cái gì không biết, vào xem livestream mà cứ như là
Tâm hồn treo ngược ở cành cây á. Tại sao không một bạn nào nhắc chị thế nhở? Đến bây giờ chị mới vô tuổi là nhiều khi thì chị cũng kiểu mụ mị, chị cũng bị nhầm thì các em phải chủ động nhắc chị chứ. Trời ơi là trời. Em có thuộc thơ đâu. Trời ơi. Thật sự luôn đấy. Sốc thật sự. Cuốn cái gì mà cuốn. Trong khi chị sai từ bấy đến giờ, chị nhầm từ bấy đến giờ mà vẫn ung dung. Trời ơi. Trời ơi là trời, chị cảm thấy là thôi chết rồi, mấy cái đứa này hỏng rồi. Ok chưa? Đây nhá, thì đây chị đợi chị lấy cái quyển vở, chị ghi ra đây, chỗ này không có không gian để mà viết. Đây đợi chị chút xíu. Đây nhá. Đây, nhìn này. Chúng ta có hai câu thơ này. Không một ai nhắc luôn, sợ thật sự luôn á. Đây này, hai câu thơ như sau. Ta về, mình có nhớ ta. Ta về, ta nhớ. Thơ cũng không thuộc luôn. Thế thì chị chịu rồi. Những hoa cùng người. Ok chưa? Rồi, thế thì nhá, cái bước đầu tiên á, được không nào? Cái bước đầu tiên á, mà các bạn phải lưu ý giúp cho chị là gì? Đây, kem gạch ra hết mọi thứ luôn. Toàn không thuộc thơ biện minh. Rồi, đây các bạn nhìn này. Bước đầu tiên các bạn gạch ra nhá, trước tiên nhá. Đây, cái câu gì ạ? Chúng ta sẽ nói về cái nội dung bao quát của cái câu đầu tiên này trước. Đây là một cái câu hỏi tu từ. Câu hỏi tu từ. Và đây là câu hỏi tu từ của người ra đi. Hỏi người ở lại. Người ra đi ở đây là cán bộ cách mạng. Ở lại ở đây là đồng bào Việt Bắc. Ok chưa? Đúng chưa? Trước tiên là phải có một cái ý khái quát như vậy để dẫn vào đó, vào đã. Ok chưa nào? Nhá. Là câu hỏi tu từ. Người ra đi ở đây là cán bộ cách mạng. Và người ở lại ở đây là đồng bào Việt Bắc. Được chưa nào? Lưu ý giúp chị nhá. Tiếp theo ạ. Đây chúng ta lưu ý tiếp theo này. Đây là hai câu thơ thâu tóm cảm xúc chủ đạo. Của cả đoạn thơ. Và cảm xúc chủ đạo đó là gì nhỏ? À, đó là nỗi nhớ. Nỗi nhớ về gì nhỏ các bạn nhỏ? Bây giờ bắt đầu trẻ nhỏ ý này. Và điều này thể hiện ở trong cái từ nhớ ấy. Nó được điệp lại, đúng không? Rồi, và đó là nỗi nhớ về gì hả các bạn? Rồi, nỗi nhớ về gì? Đây, nỗi nhớ về thiên nhiên. Và nỗi nhớ về con người. Ok chưa? Nhá, nỗi nhớ về thiên nhiên và con người. Cái này được thể hiện qua cái từ hoa này này. Đúng không? Người này. Đúng chưa ạ? Chúng ta thấy rằng là ở trên này là một cái câu hỏi. Nhưng mà dưới này là một lời khẳng định. Được không ạ? Khẳng định tình cảm của mình luôn. Đúng chưa? Sau đó thì gì nữa? Còn ý gì nữa không? Rồi, cách xưng hô mình ta này. Và một cái cách sử dụng từ ngữ rất đặc biệt, đó chính là từ cùng. Không phải là với, không phải là và, mà là cùng. Thể hiện cái sự gắn bó, cái sự quấn quýt, cái sự hòa hợp giữa vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Việt Bắc. Ok chưa ạ? Và đây là cái câu thơ gì ạ? Như chị đã nói, thâu tóm cảm xúc chủ đạo của cả cái đoạn thơ này. Và một lát nữa, cứ một câu nói về thiên nhiên thì một câu nói về con người. Nhá. Lưu ý giúp chị nhá. Được không ạ? Thì đấy, đấy là cái bước mà chị mách cho các bạn để nếu như mà phân tích thơ ấy thì các em cứ làm như thế giúp cho chị. Các em cứ chia nhỏ ý ra, từng ý một, sau đó các bạn sắp xếp lại và các bạn bắt đầu các bạn ngồi viết, triển khai diễn đạt. Sau đó các em cũng nghĩ luôn cái phần liên hệ mở rộng mình có thể sử dụng được ở đây là gì. Thì nếu như mà các bạn cứ tập luyện nhiều như vậy thì chị đảm bảo luôn là các bạn sẽ phân tích thơ rất là hay, rất là đầy đủ. Và đồng nghĩa với việc là các bạn cũng sẽ xử lý cái thơ đó nhanh hơn nữa. Ok chưa nào? Nhá. Rồi, ok các bạn ơi.
Ngày hôm nay thì điện thoại của chị sắp hết pin rồi nên là chúng mình sẽ tạm dừng tại đây nhá. Có gì thì chúng mình sẽ sớm quay trở lại gặp nhau ở trong cái phần livestream tiếp theo. Và chị sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn những cái phần kiến thức tiếp. Ok chưa nào? Còn bây giờ thì chúng mình sẽ tạm thời chia tay nhau tại đây nha. Cảm ơn các bạn vì đã xem cái phần livestream chớp nhoáng này của chị. Và hy vọng rằng là các bạn đã nhận được một cái điều hữu ích nào đó ở trong cái phần phát trực tiếp vừa rồi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần livestream tiếp theo nhé. Bye bye!